Xin thân ái kính chào Hội Thánh. Tôi rất là vui vì được trở lại với Hội Thánh nhân dịp đầu năm. Tôi chờ đợi đến giờ phút này để chia sẻ lời Chúa tâm tình cùng Hội Thánh. Cảm ơn Chúa về thời gian qua. Quý vị như là người đốt lửa lên và tôi là người hưởng được cái sự nóng cháy của sự thờ phượng qua Hội Thánh Vườn Nho. Thưa Hội Thánh, dịp đầu năm nay tôi sẽ chia sẻ cùng Hội Thánh qua đề tài Sống cho Đức Chúa Trời. Sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta bước vào năm mới với rất là nhiều cái mơ ước. Chúng ta đều sống trong một cái nền văn hóa mà thường thường thì năm mới thì khởi đầu mới, tất cái gì cũng mới, cái gì cũng mong những cái điều mới mẻ đến cho mình, phải không ạ? Và hôm nay cũng trong cái tinh thần tươi mới, tôi muốn chia sẻ cho quý vị, nếu mà nói ra cái đề tài này đó, mà sống cho Đức Chúa Trời á, nói một tiếng đồng hồ không hết, 45 phút không hết, một tuần cũng không hết, mà sống cả đời. Như vậy thì làm sao tôi chia sẻ cái đề tài này sáng hôm nay ở gói gọn ở trong 30 phút hay 40 phút cho quý vị. Thưa Hội Thánh, tôi tạm rút ra ở trong công vụ sứ đồ đoạn 23 từ câu 1 cho đến câu thứ 11. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau và rút ra ít nhất là 3 điều căn bản mà tôi học được rất nhiều qua đời sống của một nhân vật mà từ khi đầu phục Đức Chúa Trời thì ông bước vào một cái thử thách cam go trong đời sống. Ông là một người danh tiếng, một người thành công. Ông được dự định để trở thành một người Pharisee, một người có chức quyền ở trong Do Thái giáo. Nhưng mà từ khi ông gặp Chúa, Ngài thay đổi ông tất cả. Cho đến nỗi trong Philip đoạn 3 nói rằng ông coi mọi sự ông có đó là mọi sự lỗ, theo Chúa mới là điều quan trọng. Cho nên tôi học qua đời sống của Phaolô sáng hôm nay, nhân dịp đầu năm, tôi gửi cho quý vị cái đề tài đó là sống cho Đức Chúa Trời. Có khó không quý vị? Sống cho Đức Chúa Trời có khó không? Nhất là chúng ta đang ở trong một những ngày đầu năm và thế giới đang trải qua những ngày thử thách, có những cái dự đoán rằng trong năm 2024 này, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, ở tại Hoa Kỳ sẽ có cuộc bầu cử. Như chúng ta cũng biết, cách đây 4 năm có xảy ra một cuộc bầu cử và nó đưa đến những điều rất là gây cấn, rất là khó khăn. Và năm nay người ta không dự định, không muốn những cái điều tương tự xảy ra. Và đang có một cái cuộc chiến ở tại Hoa Kỳ, ở trong vấn đề chính trị. Rồi thế giới thì quý vị thấy chung quanh chúng ta, từ châu Á cho đến Trung Á cho đến Âu Châu đều có những cái cuộc chiến tranh. Người ta nói rằng hôm nay tôi mới vừa xem những cái tin tức thế giới thì nói rằng chúng ta đang ở trên cái bờ vực của chiến tranh thế giới thứ ba. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh, ông mới vừa lạnh lùng tuyên bố như vậy. Có nghĩa là thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai đã chấm dứt và bây giờ người ta, thế giới đang đứng trước thời kỳ tiền chiến tranh thứ hai, thế giới thứ hai, mà so sánh với thế giới thứ ba, chiến tranh thế giới thứ ba. Như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để chúng ta trở nên kết quả cho Chúa? Và trong những ngày cuối cùng này, trước cận trận chiến, những gì có thể xảy ra, những bất trắc có thể xảy ra, chúng ta cần phải được trang bị để sống cho Đức Chúa Trời như thế nào, để làm sáng danh Chúa và đem lại cho Chúa, đem lại danh của Chúa được vinh hiển, đem nhiều người, càng nhiều người trở về Chúa càng tốt, phải không ạ? Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học ở trong công vụ sứ đồ đoạn 23 từ câu 1 cho đến câu 11. Xin quý vị cùng lắng nghe lời của Chúa. Tôi được tuyên đọc lời Chúa với quý vị giờ phút này ở trong công vụ sứ đồ đoạn 23 từ câu 1. Xin chúng ta lắng nghe. Quý vị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nghe lời Chúa ha. Nếu quý vị không có kinh thánh thì lắng nghe. Có kinh thánh thì chúng ta nhìn vào lời của Chúa và có thể nhìn lên màn hình. Nếu chúng ta đang nhóm online, chúng ta có thể thấy trình chiếu lên cái phân đoạn kinh thánh này. Tôi bắt đầu đọc. Phaolô mắt chăm chỉ trên tòa công luận nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế đến ngày nay. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Anania biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô vá miệng người. Phaolô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi. Những kẻ đứng đó nói rằng:
ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao? Phaolô trả lời rằng, hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm, vì có chép rằng, chớ sỉ nhục người cai trị dân mình. Câu 6, Phaolô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-xê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng, hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. Người vừa nói xong như vậy thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-xê và hội đồng Chi-phe-ra. Vì người Sa-đu-xê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng, chúng ta chẳng thấy trong người này có điều ác gì. Nào ai biết, chẳng thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người. Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ e Phaolô bị chúng phân thay chăng, nên truyền quân kéo xuống đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn. Qua đêm, chú hiện đến cùng người mà phán rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Vâng, cảm ơn Hội Thánh quý vị đã theo dõi phân đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa đọc cho quý vị. Nhắc lại đề tài mà chúng ta sẽ nói hôm nay, sống cho Đức Chúa Trời. Cuộc sống của Phaolô từ lúc đầu, khi mà ông đầu phục đến Christ, từ lúc mà ông gặp Chúa ở trên đường Đa-mách và Chúa hiện ra cùng ông, Chúa phán trực tiếp với ông, thì tất cả những gì của Phaolô trước đây về học vấn, về tri thức, về danh vọng của ông, tất cả đều đổ sụp hết. Và ông quy phục đấng Christ và ông xem những điều đó là sự lỗ cho mình. Nhưng mà sự nhận biết đấng Christ là điều quý giá hơn hết. Và chúng ta đọc từ đoạn 9 trở đi đó, cho đến đoạn này đó, chúng ta thấy từ khi một cái con người này đầu phục Chúa đó, thì bao nhiêu cái nan đề xảy ra cho ông. Ông đối diện với giáo quyền Do Thái giáo. Rồi ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, nếu mà chúng ta đọc hết cái đoạn Kinh Thánh này đó, chúng ta sẽ thấy rằng ông bị hăm giết nữa quý vị. Cho nên đối với một người hầu việc Chúa thì bao nhiêu điều xảy ra trên đời sống của mình. Như vậy thì câu hỏi đặt ra rằng, có phải chỉ có đầy tớ của Chúa mới trải qua những ngày khó khăn đó không? Hay là tất cả mọi chúng ta? Câu trả lời rằng, tất cả chúng ta, những người nào muốn sống nhân đức trong đấng Christ thì sẽ bị bắt bớ. Như vậy thì những cái điều mà Chúa cho phép xảy ra cho đời sống của chúng ta đó, để chúng ta trở nên tốt hơn, Chúa thử luyện chúng ta để chúng ta trở nên ảnh hưởng hơn. Và nhất là trong cái ngày cuối cùng này, Matthew đoạn 24 và trong Luca cũng chép về những cái dấu hiệu mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Và chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta không hổ thẹn khi mà gặp Chúa. Và trong những cái ngày cuối cùng này có rất nhiều người bỏ cuộc quý vị. Câu hỏi là chúng ta có bỏ cuộc hay không? Hay chúng ta phải làm gì ở trong những cái ngày cuối cùng này? Chúng ta có đi qua 3 phần buổi sáng hôm nay. Đó là chúng ta sẽ học về một cái người mà sống cho Đức Chúa Trời đó, như Phaolô, thì ăn ở trọn lương tâm với Chúa. Về thứ hai, chúng ta nói đến cái người mà sống cho Đức Chúa Trời đó là sống chia sẻ phúc âm của Chúa. Ăn ở trọn lương tâm. Bây giờ phải chia sẻ phúc âm, chứ không chỉ là ăn ở trọn lương tâm, tốt đẹp, nhưng mà phải chia sẻ. Và điều thứ ba, đó là đồng tù và đồng chết với Chúa. Đây là một cái trận chiến thật sự, một cái thử thách thật sự cho mỗi cơ đốc nhân của Chúa và hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Chính nhất chúng ta nói đến là cái trách nhiệm và gương tốt của một tín hữu qua phân đoạn Kinh Thánh này. Hai cái đoạn trước, đoạn 23 đó, ông sứ đồ Phaolô ổng có dẫn 4 người. 4 người này là 4 người Hy Lạp. Và chúng ta biết rằng Timôthê cũng là người Hy Lạp. Một trong 4 người đó có một người là Timôthê. Và những người này là những người Hy Lạp, nhưng mà là gốc là Giuđa. Nhưng mà cha mẹ của họ đó có thể là người Hy Lạp, cho nên kết hợp lại thì sanh ra những cái người có gốc là Giuđa, nhưng mà có cha mẹ, một cha hoặc mẹ là người Hy Lạp. Và Phaolô đã làm một cái điều này.
Tuyệt vời lắm quý vị. Ông quý vị đọc ở trong đoạn 21 á, thì sứ đồ Phaolô đã dẫn những người này chịu phí cho họ cạo đầu, chịu phí cho họ làm lễ thanh sạch. Có nghĩa là không phải là họ là người ngoại, nhưng mà họ là một dạng người giống như người Samari mà chúng ta đã từng học. Người Samari là một giống dân mà con lai, lai giữa dân ngoại Syri với người Do Thái thì sanh ra giống dân Samari. Thì ở đây chúng ta cũng có những người gốc Do Thái nhưng mà cha hoặc mẹ họ là người Hy Lạp. Thì bốn người này đã chịu phí cạo đầu, chịu phí lễ thánh sạch để mà được vào trong đền thánh của Chúa. Thì theo luật pháp Môi-se, điều này là điều bình thường, điều này được. Thậm chí quý vị đọc lại ở trong Lê-vi-ký, Liên dân số ký, thì có nói đến những luật lệ khi mà người ta mua một đầy tớ, một nô lệ về. Và nếu như mà cái người nô lệ đó chịu ở suốt đời với chủ đó, thì người nô lệ này có thể trở thành một cái người trong gia đình của chủ, hay nói cách gián tiếp đó là trở thành một người Giu-đa hay là một người Do Thái, có cái quyền, mặc dù là tôi mọi, nhưng mà lại có cái quyền giống như một công dân. Ở đây tôi muốn chia sẻ cho quý vị cái điều thứ nhất mà Phaolô đã để lại một tấm gương rất là tốt, đó là ăn ở trọn lương tâm với Chúa. Dù ông là một cái người rất là nghiêm khắc với luật pháp, với lời Chúa, với luật pháp Môi-se, nhưng mà khi ông đã đầu phục Chúa rồi, người ta đồn rằng Phaolô không còn ăn ở giữ luật pháp nữa. Người ta đồn rằng Phaolô phá luật pháp và dẫn những người Hy Lạp vào trong đền thờ, làm cho ô uế đền thờ. Và đó là lý do mà có cái vụ cướp tù. Cái vụ cướp tù có nghĩa là ông quản cơ khi mà thấy cái chuyện nổi lên trước đó đó, đoạn 22, thì ông đã đến cướp Phaolô ra khỏi cái sự mưu sát của những người Do Thái. Và ông biết rõ rằng người Do Thái rất là ghét Phaolô, và trong đó có những hàng giáo phẩm như là Anania ở đây, rồi những người Pharisee là đồng bạn của Phaolô, Saulơ, trước khi trở thành Phaolô một đầy tớ của Chúa thì là Saulơ. Họ biết Saulơ là ai, nhưng mà bây giờ kỳ quá, bây giờ Saulơ này không có giống như Saulơ ngày xưa nữa, mà còn đổi tên là Phaolô nữa. Phaolô. Và bây giờ thì họ vô cùng bối rối, và cái sự bối rối đó dẫn họ đến một quyết định, đó là phải bịt miệng cái người này vì nó quá nguy hiểm. Ngày xưa thì chúng ta đọc ở trong trở lại ở trong đoạn 9 á, thì chúng ta thấy đây là một cái đoạn kinh thánh bạo lực. Nếu mà chúng ta đọc ở trong đoạn 9 của Công vụ sứ đồ mà muốn tìm bạo lực á, thì chúng ta vô ở trong Công vụ sứ đồ đoạn 9, chúng ta sẽ thấy một con người, người đó tên là Saulơ. Saulơ làm gì? Saulơ xin giấy phép hợp pháp để mà đi bắt tất cả các cơ đốc nhân, bỏ tù, giết họ. Saulơ là con người đó đó. Nhưng mà từ khi ông gặp Chúa, ông thay đổi hoàn toàn. Và điều này làm thất vọng những cái người ở trong giới giáo quyền của Do Thái giáo. Nhưng mà cái điều chúng ta học ở đây, dù Saulơ đã biến đổi, đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời, đã trở nên một người cơ đốc, một cơ đốc nhân, một con cái Chúa giống như quý vị vậy đó, thì Saulơ vẫn giữ luật pháp, làm theo mọi điều đã chép. Ông giữ luật pháp Môi-se chứ ông đâu có bỏ đâu. Ông đâu có bỏ. Bởi vì Chúa Giê-xu đến á, Ngài hoàn thành luật pháp, Ngài hoàn thiện luật pháp. Cái gì mà luật pháp là không được, Chúa Giê-xu giúp cho loài người chúng ta, cơ đốc nhân, để chúng ta hoàn thiện luật pháp. Nếu luật pháp cấm chúng ta giết người, nhưng mà người ta cứ giết nhau, không thể thắng hơn được, thì Chúa Giê-xu biến đổi người đó, giúp người đó để hoàn thiện cái luật pháp đó. Cho nên Chúa Giê-xu rất là quan trọng đối với Phaolô. Và ông giữ luật pháp trước mặt Đức Chúa Trời. Ông nói rằng ông ăn ở trọn lương tâm tử tế đến ngày nay. Và quý vị biết điều gì xảy ra trong câu 2. Những thầy tế lễ thượng phẩm là Anani biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô vã miệng người. Mới gì chưa kịp nói gì hết, bịt miệng rồi. Chưa kịp nói, chưa giải bài gì hết, giả miệng rồi. À, như vậy thì sao? Thưa hội thánh, điều này dạy chúng ta một điều rằng quý bạn chị em, chúng ta sống ăn ở trọn lương tâm với Chúa, chúng ta vẫn bị kết tội như thường, chúng ta vẫn bị chê bai như thường, thậm chí người ta xem chúng ta là đồ dị hợm, thậm chí người ta xem chúng ta là đồ rác rưởi kỳ cục. Mặc dù quý vị sống nhân đức, cái điều quan trọng là chúng ta làm giống như Phaolô vậy đó,
vẫn giữ đời sống của mình thánh sạch trước mặt Chúa. Giữa Chúa và chúng ta biết, anh chị em có bị oan cái gì không? Anh chị em có bị người ta nói vu oan cái gì không? Giữa anh chị em với Chúa, lương tâm chúng ta giữ trọn với Chúa. Và nói như Phaolô rằng, hỡi anh em trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế đến ngày nay. Để nói được như Phaolô, ông phải sống. Thưa anh chị em, đầu năm tôi khích lệ với anh chị em rằng, hội thánh rằng, chúng ta ăn ở trọn lương tâm với Chúa là sống nhân đức cho Đức Chúa Trời. Kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng có che giấu, đừng có bề ngoài là nhân đức nhưng mà ở trong giấu giấu, coi này coi kia, phạm tội một cách kín giấu. Thưa mà anh chị em, đời sống của Phaolô là một đời sống tinh kính và làm trọn luật pháp nha quý vị. Ông không có bỏ luật pháp, ông vẫn chịu phí cạo đầu cho những người Hy Lạp để họ trở nên thanh sạch và có đủ tư cách để vào đền thờ của Chúa. Và điều đó là điều mà luật pháp quy định. Ông bị vả bởi vì cớ người ta chụp mũ cho ông. Anh chị em, đầu năm chúng ta có thể có những tin không vui, chúng ta bị chụp mũ, chúng ta bị ngộ nhận. Nhưng mà cái lương tâm của chúng ta có ở trọn lương tâm với Chúa hay không? Chúng ta có thể nói dạng dĩ như Phaolô rằng, hỡi anh em, trước mặt Đức Chúa Trời tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. Lời của Chúa cũng được chép ở trong Công vụ đoạn 24 câu 25. Và tôi rất là tâm đắc với câu gốc này đối với tôi nhân dịp cuối năm qua. Tôi đọc cái câu gốc này và tôi thuộc cái câu gốc này. Nhưng khi Phaolô nói về sự công bình ở trong Công vụ đoạn 24 câu 25, quý vị lắng nghe. Nhưng khi Phaolô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phêlix run sợ nói rằng, bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Phêlix là một vị quan. Từ đoạn 23 này cho đến đoạn cuối của Công vụ đó, đoạn 28 đó, thì quý vị thấy rằng cuộc đời của Phaolô dường như là ở tù nhiều hơn, bị đày nhiều hơn. Nhưng mà có một người rất là trong Phaolô lót bạc cho mình để mà thả ra khỏi tù, đó là sự tham nhũng của người La Mã hồi xưa. Thì ông Phêlix này khi mà nghe Phaolô nói một điều và ông ta rất sợ, đó là Phaolô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau. Ba điều. Ông bà anh chị em, chúng ta học ba điều này của Phaolô. Tôi nói chúng ta sống công bình, sống tiết độ và chúng ta chờ đợi. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không đi vào sự phán xét, nhưng mà hãy ai mà làm điều sai thì phải qua sự phán xét. Nhưng mà Roma đoạn 8 câu 1 đó rằng, cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu. Nếu mà anh chị em nào đang nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay ở Việt Nam hay là qua mạng, anh chị em muốn ra khỏi sự phán xét của Chúa đó, thì hãy tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Và phần chúng ta là con cái của Chúa, hãy ăn ở trọn lương tâm. Khi chúng ta ăn ở trọn lương tâm, không nói dối, không chửi thề, không gian lận, không tà dâm, không tham lam, những điều mà Chúa dạy đó, mà chúng ta ăn trọn lương tâm của Chúa. Nếu mà có ai đưa tiền dư cho chúng ta có thể trả lại cho họ. Chúng ta nói rằng đây là tiền dư. Quý vị có can đảm nó làm điều đó không? Đó là ăn ở trọn lương tâm với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ là có một ngày kia tôi đi shopping, đi vô Walmart, một cái nơi bán đồ nhiều lắm. Và tôi phát hiện ra một cái bóp dày lắm, mà trong đó tiền bạc và credit card. Đó là trúng bánh rồi đó. Cầm cái đó là mình có thể mình đi chợ đi. Tiền nhiều lắm. Nhưng mà ngay lúc đó đó, cái sự công bình của Chúa đó phán bảo rằng, hãy đem cái này đi ra cái quầy an ninh để mà đưa lại cho họ. Và tôi đã cầm cái bóp đó, tôi giữ kỹ, tôi đi ra tôi đưa cho họ. Và những cái người an ninh ngoài Walmart đó, họ ở ngoài cái shopping đó, cái chỗ mà cái trung tâm mua sắm á, ngạc nhiên lắm. Hỏi sao ông tốt vậy? Cái tôi nói liền, tôi nói là bởi vì tôi là Cơ Đốc nhân, bởi vì tôi là con cái Chúa. Mình không có nói mình mục sư. Một sự gì thường quá, nhưng mà nó là con cái Chúa. Nó nói, ông tốt quá, ông hay quá. Thì khi tôi cầm cái bóp đó đi ra cái chỗ mà quầy an ninh đó, thì tôi gặp cái người bị mất, mặt mày buồn hiu à. Cái cô đó khoảng chừng 60 ngoài, có buồn hiu à. Mà cô thấy tôi, cô trợn mắt lên, cô nhìn, cô nói, cái đó của tôi. Tôi nói khoan, ở trong đây có cái gì? Tôi phải kiểm tra lại kỹ lắm. Thì cô nói rằng, tên tôi là vậy 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 đó, cái cạc đó là màu vàng, màu trắng gì đó. Thì thấy đúng rồi, tôi đưa cho cái quầy đó. Chỉ một cái hành động đơn giản và nho nhỏ đó để làm ví dụ cho quý vị. Ví dụ có thật về cuộc sống của một người kính sợ Chúa như quý vị đó, thì chúng ta sẽ là cái người mà
làm gương tốt, đời sống của mình làm gương tốt cho những người chung quanh của mình. Điều kế tiếp mà tôi muốn nói trong cái việc ăn ở trọn lương tâm đó là sống theo ý của Đức Chúa Trời chứ không phải theo cách của loài người. Trở lại với lại câu 2 của công vụ sứ đồ đoạn 23 thì thầy tế lễ thượng phẩm là Anania biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô vả miệng người. Chúng ta suy nghĩ đi, tại sao thầy tế lễ thượng phẩm lại vả miệng Phaolô? Ông biết Phaolô là ai? Ông biết Saulơ chứ không phải Phaolô. Ông biết Saulơ là ai? Bởi vì Phaolô là tên mà Chúa đặt cho ông. Nhưng mà Saulơ là tên trước của ông, chưa gặp Chúa đó. Thì Anani biết rõ không? Nhưng mà Anani muốn gì nơi Saulơ mà vả miệng ông? Ông đang nói đúng mà. Quý vị ơi, quý vị đang nói đúng mà. Quý vị đang thi hành sự công lý của Chúa. Quý vị đang làm điều công bình của Chúa mà quý vị bị vả miệng. Tại sao vậy quý vị? Đặt câu hỏi này. Tại sao thưa ông, thưa hội thánh? Tại vì Anani muốn Phaolô là Saulơ ngày xưa. Đạo mạo, bề ngoài giữ sự nhân đức, nhưng mà bề trong á tiếp tục chối bỏ Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, năm mới, trước thềm năm mới cũng vậy. Xin Chúa cho chúng ta ăn ở trọn lương tâm với Chúa. Và điều thứ hai đó là chúng ta sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải theo ý muốn của loài người. Anani thì muốn Phaolô á là Saulơ ngày xưa kìa, tiếp tục đi bắt giết, được giấy phép để đi giết tất cả những người nào tin Chúa Giêsu, bỏ tù họ. Công vụ sứ đồ đoạn 9. Nhưng mà Saulơ bây giờ, Phaolô bây giờ không phải là Saulơ ngày xưa, cho nên ông ăn một cái vả ngay miệng. Cho nên ngày hôm nay nếu mà chúng ta vì Chúa, chúng ta sống nhân đức mà chúng ta bị đánh á, chúng ta bị dèm chê đó, chúng ta bị chụp mũ á, cảm ơn Chúa, lương tâm của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời là trong sạch. Điều đó là điều cần thiết cho chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Bây giờ làm sao để chúng ta biết rằng chúng ta sống cho Đức Chúa Trời quý vị? Làm sao để có lương tâm tốt đây? Làm sao để tôi sống cho Chúa đây? Thứ nhất, nó phải được định hướng bởi lời của Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời quan trọng lắm. Anh chị em có đọc lời Chúa không? Tại vì có những người không đọc lời Chúa mà cứ nghe tiếng Chúa phán hoài à. Nghe Chúa phán đủ rồi, ấu được. Chúa nói rằng Chúa Giêsu phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 mà Ngài nói với ma quỷ đó nha, là người chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, bèn là bởi lời Đức Chúa Trời. Ông anh chị em, trong những ngày cuối cùng này, ta đọc lời của Đức Chúa Trời. Những người có lương tâm tốt là những người đọc lời Đức Chúa Trời và suy gẫm lời đó và được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Có những người nói rằng nghe tiếng Chúa mà không đọc Kinh Thánh, cho nên hồi nữa nó cũng có lệch đó quý vị. Tôi nói thật, chúng tôi đã trải qua những ngày mà những ngày mà bị lệch đó. Cho nên quý vị, bởi vì không có lời của Chúa, cho nên chúng ta phải đọc lời của Chúa và nhớ rằng chúng ta không sống bởi định hướng của con người. Con người muốn chúng ta như vậy, nhưng mà chúng ta được định hướng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Quý vị nhớ điều đó. Lời của Chúa ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 9: nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Ngoài đức tin ra, ngoài lời của Chúa ra, chúng quý vị còn phải có đạo đức nữa. Chứ không phải tôi chỉ có duy đức tin, duy lời của Đức Chúa Trời và tôi sống không bất cần, tôi không cần ai hết. Thưa hội thánh, không phải. Chúng ta cần phải giữ, phải lấy lương tâm thanh sạch để giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Quý vị thấy không? Ở đây nói đến cái đời sống tinh kính của một người, nó quan trọng lắm thưa hội thánh. Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 9. Như vậy thì thứ nhất chúng ta vừa mới được học qua đó là sống cho Đức Chúa Trời thì hãy ăn ở trọn lương tâm với Chúa. Mà ăn ở trọn lương tâm với Chúa rồi đó thì chúng ta mới có thể ăn ở trọn lương tâm với anh em. Có người thì nói tôi chỉ cần với Chúa thôi, người đó không bao giờ với anh em mình. Quý vị mà yêu mến Chúa rồi á thì quý vị mới thể yêu mến người khác. Quý vị mà ăn gian Chúa đó, chúng ta có thể ăn gian người khác. Cho nên đối với Chúa mà chúng ta yêu mến Chúa rồi đó thì chúng ta không thể ghét người khác được. Nếu người khác có hành hại, có làm điều gì chúng ta, nhưng mà đối với Chúa mà chúng ta đã gắn kết với Chúa, có một sự kết nối, một sự liên hệ với Chúa rồi đó, thì chúng ta không có những cái mưu trước, những cái đòn hiểm độc để mà trả thù cho người khác. Cho nên người ta nói rằng cái người đó có lòng lành lắm, có lòng lành lắm. Đừng để cho người ta nói là ui ông đó cờ đốc nhân nhưng mà có tâm ma. Quý vị bao giờ nghe cái chữ đó chưa? Cái tâm mà tâm ác á, người ta không nói mà ta nói tâm ma. Tôi đã từng nghe những người đã bình luận về một người khác như vậy.
và nhất là những người hầu việc Chúa bị nói như vậy. Cho nên thưa Hội Thánh, đầu năm chúng ta cầu nguyện Chúa để chúng ta lấy trọn lương tâm, sống trọn lương tâm, ăn ở trọn lương tâm với Chúa. Và khi được điều đó rồi, chúng ta mới có lương tâm với anh em của chúng ta. Quý vị nhớ điều đó. Điều thứ hai chúng ta học, đó là sống và chia sẻ phúc âm của Chúa. Ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này tuyệt vời lắm thưa Hội Thánh. Trong phân đoạn Kinh Thánh này nói đến cái phần mà tôi rất là ngạc nhiên, vì ông sứ đồ Phaolô, ông đã có một cái phản ứng tự nhiên và nhanh nhẹn lắm. Phaolô rất là khôn ngoan. Chúng ta đọc ở trong câu 6 đó. Câu 6, câu 7 của đoạn 23. Phaolô biết trong bọn họ phần thì người Sadducee, phần thì người Pharisee, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: hỡi anh em, tôi là người Pharisee, con của dòng Pharisee, ấy là vì sự trông cậy của chúng ta là sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. Bây giờ trong cái phiên tòa này có hai loại người. Một người là phe Pharisee, tức là tin vào sự chết và sự sống lại, tin điều đó và họ tin có thiên sứ. Nhưng mà người Sadducee họ mới tin cả hai, tức là họ cũng theo mà họ giữ luật pháp của Môi-se thôi. Không, tôi không hiểu cái việc mà họ đi theo Chúa mà họ chỉ giữ luật pháp thôi, chứ họ không có tin những cái chuyện như ngày hôm nay chúng ta nói tin vào thần thánh á, tin vào thiên sứ, không có. Đối với người Sadducee thì cái phe đó không bao giờ tin có thiên sứ, cũng không bao giờ tin có người và sự chết, sau sự chết là gì, là sự sống lại, họ không có tin điều đó. Và Phaolô là người đã thuộc về Pharisee và ông đã nhận biết cái điều này. Ông đã nhận biết là trong cái phiên tòa này có nói thì họ cũng vả mình à, có nói họ cũng đấm mình à, nhưng mà bởi sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, bắt đầu ông chia sẻ về niềm tin của mình. Tôi học được cái chỗ này á, lời của Chúa nói rằng dù gặp thời hay không gặp thời, ở trong cái bản tiếng Anh đó, gặp thời hay không á, cái bản tiếng Anh đó ghi là in season and out of season. Nói tiếng Anh ở đây đó, season có nghĩa là gì, là mùa màng hoặc là không phải mùa. Ví dụ như chúng ta có bốn mùa, chúng ta mới vừa có mùa đông, bây giờ chúng ta đến mùa xuân phải không? Và mùa đông, mùa Giáng sinh chúng ta thường làm gì? Mùa Giáng sinh chúng ta thường truyền giảng. Rồi cái tới hết Giáng sinh rồi tới Tết chúng ta cũng truyền giảng. Hết Tết rồi chúng ta đến Phục sinh chúng ta cũng truyền giảng tiếp. Bắn đi Phục sinh cho đến lâu lắm á, cũng 6-7 tháng gì đó mới tới... trước đó Trung Thu tôi không biết là quý vị có truyền giảng không, nhưng mà có những hội thánh thì mới tới Giáng sinh, nó chờ tới Giáng sinh mới truyền giảng. Xong truyền giảng rồi có mấy người tin Chúa à. Rồi tôi thường nói với lại cái vòng canh là hội thánh của mình á, vòng canh cầu nguyện á, nói rằng nếu mà hội thánh mà mỗi năm chỉ đem vài người về với Chúa, đem vài người về với Chúa thôi, thì cho đến lúc nào Chúa mới cứu 100 triệu người Việt Nam? Nếu mà Chúa cho chúng ta sống tới năm 3000, bây giờ mới có năm 2023 thôi, mà nếu tôi sống tới năm 3000 thì không biết cứu đến 100 triệu người chưa, mà mỗi năm chỉ có làm phép tính đi, chỉ có vài ba người tin Chúa trong một hội thánh thôi. Rồi lâu ra sân vận động thì có 1000 người tin Chúa, nhưng mà một năm mới có 1000 người tin Chúa thì bao lâu mới cứu được hết? Nhưng mà ở đây Phaolô, sứ đồ Phaolô, ông đã nêu một cái gương tuyệt vời. Trong lúc bị bắt bớ, trong lúc bị vả miệng, trong lúc bị oan ức, ông vẫn giảng tin lành được. Chút nữa chúng ta sẽ nói cách ông giảng gì, vì sao ông lại có cái sự tự tin đó. Ông Phaolô đã nêu cái gương là chia sẻ Chúa, về Chúa giữa lúc ông đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn. Và chúng ta học thêm một điều nữa, ông là một cái người, ông làm cái việc của một người đưa tin. Trong Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 4 câu 2 đó, theo như công việc của người đưa tin ở trong Ti-mô-thê 2 đoạn 4 câu 2, tôi đọc cho quý vị: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ, chẳng thôi. Đây là cái phong cách của Phaolô. Và ông khuyên chúng ta rằng, bây giờ không phải tới Giáng sinh mới làm truyền giảng. Nhưng mà bây giờ đang ở trong phiên tòa nè. Ông nói về đức tin của mình, ông nói về sự sống lại của Chúa. Ông Phaolô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2, ông nói rằng ở giữa anh em tôi chỉ nói một điều, và sẽ nói về điều đó mãi mãi. Đó là Chúa Giê-xu là đấng đã đến trong thế gian, Ngài chết và Ngài sống lại. Đối với sứ đồ Phaolô, tôi không biết ông giảng mỗi lần ông nói cái sứ điệp cũng lặp đi lặp lại, người ta có chán không? Nhưng mà cái lời nói của Phaolô, cái sứ điệp của ông duy nhất đó là nói về sự sống lại của Chúa. Và đó là cái luận đề
luận cứ chắc chắn mà chúng ta sẽ nói đến khi chúng ta nói về Chúa, là tại sao chúng ta phải nói về Chúa trong mọi hoàn cảnh là như vậy. Trở lại việc ở đây, chúng ta thấy Phaolô như một tấm gương, đó là ở trong phiên tòa ông cũng nói về Chúa. Bao nhiêu người trong chúng ta đã từng đối diện với sự khó khăn, và trong sự khó khăn đó chúng ta nói về Chúa. Tôi nhớ có một lần tôi bị thẩm vấn bởi một cái viên công an. Ở đây tôi không có ngại mà để nó ra qua cái bài chia sẻ này, bởi vì đó là cái kỷ niệm đẹp tôi với lại chánh quyền thôi. Ở khoảng năm 2002-2003 gì đó, thì tôi còn ở Việt Nam, thì họ mời tôi thẩm vấn. Và ở trên đồn công an thì họ thẩm vấn tôi về niềm tin của mình, hỏi tôi về ân tứ tiếng lạ. Họ hỏi rằng tại sao anh là người có học thức mà anh lại nói tiếng lạ, tại sao anh lại cầu nguyện trong ân tứ, họ biết cái chữ ân tứ nữa, tại sao anh lại như vậy, chúng tôi là người học thức, anh là người có học thức, tại sao anh lại mê tín như vậy. Tôi nói thưa anh đang đụng tới quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người. Tôi không thể nào nói cho anh hiểu được cho đến khi nào anh mở lòng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của anh. Và thì anh mới có thể hiểu được cái điều tôi nói. Rồi tôi thấy viên cảnh sát đó lặng yên một chút và anh cười và anh bỏ qua cái chuyện đó. Tôi nhớ má vợ của tôi có một lần ở trên đồn công an cũng vậy, bằng một sĩ tấm an thì người cảnh sát đó liên tục đốt thuốc lá, hút thuốc và đốt điếu này đứa khác, và anh ta đốt điếu này đến điếu khác, rồi anh ta đi ra để người khác vô. Mà một cái người lúc đó mẹ của tôi, má vợ chắc lúc đó khoảng chừng ngoài 60 à, mà được 3-4 anh cảnh sát trẻ thẩm vấn, mà thẩm vấn không xong phải mời người khác vào. Cái điều gì làm cho bà mục sư Tấm An có một cái sự dạng gì đó, hồi nữa quý vị hỏi bà nha. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng tôi đang nói đến điều thứ hai của cái phần chia sẻ này. Điều thứ hai đó là hãy chắc chắn điều mình tin. Quý vị làm chứng về Chúa phải chắc chắn điều mình tin. Chứ không phải tôi mượn cái câu chuyện này của bạn tôi kinh nghiệm Chúa, bây giờ tôi mượn tôi kể cũng được. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị có cái câu chuyện của chính mình á, quý vị chắc chắn về cái niềm tin của mình, đó là cái luận cứ chắc chắn để chúng ta nói về Chúa. Và cái luận cứ chắc chắn nhất của ông Phaolô đó là Chúa Giêsu Christ là đấng đã sống lại từ trong kẻ chết. Bởi vì trên đường đi đến Đa Mách, Chúa Giêsu đã hiện ra cùng Phaolô trong khi những người khác không thấy, mà ông thấy được. Ông hỏi: hỡi cái tiếng phán đối với tôi đó, Ngài là ai? Chúa Giêsu nói rằng: ta là đấng ngươi đang bắt bớ ở đây. Ngài đã tỏ cho Phaolô biết, trước đó ông có nghe, ông đã biết rằng Giêsu đã chết rồi. Và ông nghe lời đồn rằng Giêsu đó đã bị chôn trong mồ, và ông cũng nghe lời đồn rằng Ngài đã sống lại. Nhưng mà ở trong cái phe Pharisee và các thầy tế lễ bắt ép những người lính đó, đồn ra một cái tin đồn khác rằng trong đêm môn đồ của Giêsu đã đến ăn cướp xác của Ngài, đem đi giấu và loan tin rằng Giêsu đã sống lại. Nhưng mà Phaolô đã chứng kiến, đã nghe tiếng của đấng Christ. Ông nghe rõ ràng tiếng của Ngài ở trên đường đi đến Đa-mách. Ông bây giờ ông không nghe đồn nữa mà ông nghe tiếng của Ngài, hỏi Giêsu Ngài là ai? Thưa Ngài là ai? Một lần nữa Chúa Giêsu trả lời với ông rằng: ta là đấng ngươi đang bắt bớ. Ta là Giêsu, là đấng ngươi đang bắt bớ. Cho nên chúng ta đọc hết Công vụ Sứ đồ đó, có ít nhất 3 lần Phaolô kể về câu chuyện này. Lần thứ nhất ở trong đoạn 9. Lần thứ hai tôi nhớ hình như ở trong đoạn này, và đoạn 26 khi mà ông làm chứng về Chúa Giêsu cho ông vua Agrippa. Mà những ông vua toàn là thông minh không à, toàn là học thức không à, mà tại sao Phaolô lại có thể nói về niềm tin của mình cho những người tri thức như vậy? Bởi vì ông có một cái luận cứ chắc chắn mà không ai có thể thay thế được, đó là ông đã gặp đấng phục sinh. Anh chị em có gặp đấng phục sinh chưa? Điều quan trọng là chúng ta có gặp Chúa phục sinh chưa, hay là chúng ta nghe một sư thắng giảng rồi chúng ta nói: ô hô, Chúa đẹp, Chúa tuyệt vời, con tin Chúa bởi vì con nghe một sư giảng, con cảm động quá. Nhưng mà quý vị có gặp đấng phục sinh chưa? Quý vị có cái luận cứ về chính mình Ngài chưa? Tôi không chỉ kinh nghiệm Chúa là đấng phục sinh, mà tôi còn kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa nữa. Cho đến ngày hôm nay khi mà nói về Chúa, tôi không ngại mà kể ra rằng Chúa đã chữa lành cho tôi.
Chúa đã cứu tôi, Chúa đã biến đổi cuộc đời của tôi. Quý vị gặp những anh em mà ở trong trại cai nghiện á, họ có cái luận cứ chắc chắn về Chúa Giêsu đó. Đó là Chúa đã cứu họ và biến đổi đời sống của họ. Anh em có cái điều đó không? Quý hội thánh, trong năm mới này, anh chị em chúng ta cầu nguyện Chúa để cho chúng ta có một cái luận cứ chắc chắn về đấng phục sinh, về Chúa. Chúng ta kinh nghiệm Chúa thì chúng ta mới nói về Chúa được cho người khác. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị trong cái phần 2 đó. Trong Côlôntô thứ nhì đoạn 2, thứ nhất đoạn 2 câu 2, tôi đọc cho quý vị trở lại cái câu kinh thánh mà tôi vừa mới nêu ra đó. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Đó là điều mà ông Phaolô ông kinh nghiệm cái luận cứ chắc chắn rằng Chúa Giêsu đấng phục sinh và ông đã gặp được Ngài. Quý vị có gặp được Chúa không? Quý vị có kinh nghiệm Chúa không? Hay là quý vị đang kể câu chuyện của người khác? Hãy nói về Chúa bằng câu chuyện của chính mình. Mình gặp Chúa. Thiếu nhi cũng vậy, người lớn cũng vậy. Chúng ta cần phải gặp Chúa. Rồi chúng ta nói về Chúa cho người khác là điều mà chúng ta kinh nghiệm trực tiếp từ nơi Chúa. Cho nên hãy chắc chắn điều mình tin. Đó là phần thứ hai tôi muốn chia sẻ cho quý vị tối hôm nay. Ở Mỹ cũng như là ở tại Việt Nam là buổi sáng Chủ nhật. Sống và chia sẻ phúc âm của Chúa. Bất kể gặp thời hay không gặp thời. Không phải là thời gian nào, nhưng mà là thời kỳ á, mùa màng nào đó, cái mùa nào chúng ta cũng nói về Chúa đó, chứ không phải là đợi tới mùa Giáng sinh hay là mùa phục sinh hay là cái mùa truyền giảng chúng ta mới nói. Không, quý vị, anh chị em có thể đến chỗ chỗ mình làm, anh chị em đi làm, anh chị em gặp người ta ngoài chợ, anh chị em bắt đầu nói về Chúa và những gì Chúa làm cho mình. Tại sao mình để cho người ta nói về niềm tin của họ trước? Mỗi lần mà tôi để cho người khác nói về niềm tin của họ đó, tôi cảm thấy tôi thấy mắc cỡ lắm. Vậy sao mình không nói trước mà để người ta nói? Quý vị mở miệng ra, ôi cảm ơn Chúa, người ta sẽ nói là, ôi Chúa nào vậy? Bắt đầu chúng ta nói về Chúa. Đi ăn cũng vậy, đừng mắc cỡ. Cầu nguyện là lè, để ý coi có ai thấy mình không, để lè. Không, tại sao mình không cầu nguyện lớn tiếng lên? Tại sao mình không cầu nguyện cho người khác thấy mình đang cầu nguyện? Để làm chi? Không phải mình giống như người Pharisee để cho người khác thấy mình cầu nguyện, mà người khác biết rằng mình là cơ đốc nhân. Anh chị em biết không? Nếu như chúng ta đi ra ngoài chúng ta ăn á, mà chúng ta cầu nguyện đó, một người cơ đốc khác họ có thể được cảm hóa bởi cái lời cầu nguyện của chúng ta. Họ thấy, ô, cái người này là cơ đốc nhân nè. Thứ nhất là họ sẽ rất là vui vì biết rằng đây là một anh em cùng đức tin với mình. Điều thứ hai là họ sẽ được cáo trách, được Chúa Thánh Linh cáo trách đó. Con thấy không? Đi ra ngoài cầu nguyện cũng mắc cỡ đó. Anh chị em nào trong hội thánh Chúa ngày hôm nay đi ra ngoài ăn mà không dám cầu nguyện lớn, cầu nguyện lè, cảm ơn Chúa Thánh này trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Rồi ăn. Còn lẹ hơn là chúng ta đưa thức ăn vào miệng nữa. Vâng, chúng ta hãy dạng dĩ lên, bày tỏ đức tin của mình cho người khác. Tôi nhớ Yahoo, con trai của tôi đó, khi vào trong trường học á, lúc mà cháu học lớp 1, lớp 2 á, Sam cũng vậy, hai đứa con của tôi. Tôi nhớ hoài, đi học thì cô giáo mới gặp tôi, kêu tôi ra. Anh ơi, kỳ lắm. Tôi hỏi, sao kỳ? Anh ơi, hai đứa nhỏ này, đứa con của anh kỳ quá. Đấy, sao kỳ? Trước khi nó ăn á, nó ngủ gục. Tôi nói không phải, tôi hiểu liền. Tôi nói sao ngủ gục? Không bao giờ ngủ gục. Đó là cầu nguyện đó. Con của tôi nó cầu nguyện với Chúa. Cho nên tôi đề nghị cô hãy để yên cho nó để nó cầu nguyện. Đó là cách tôi dạy con tôi. Cảm ơn Chúa. Các con của tôi đi học, bắt đầu nói về Chúa, ăn cầu nguyện rõ ràng và cô rất nể. Dạ. Tụi nó không chửi thề, không ăn cắp, không nói dối. Vì mình dạy nó là nó bày tỏ đức tin nơi chỗ trường học. Và từ đó về sau, cô giáo hết than phiền, bởi vì cô biết nó trước khi ăn không phải ngủ gục mà là cầu nguyện, nhắm mắt xuống cầu nguyện. Các con của tôi tập cái thói quen đó. Ông bà anh chị em hãy là người bày tỏ đức tin của mình và có cái bằng chứng, cái luận cứ của mình là gì về đấng mà mình đang tin. Không phải kể câu chuyện của người khác. Kẹt quá kể cũng được, nhưng mà với lòng xác quyết, chứ không phải kể cho có rồi bắt người ta tin. Nghe quý vị, bởi vì chúng ta không tin thì làm sao ta bắt người khác tin được? Chúng ta phải tin, chúng ta mới bắt được, chúng ta mới thuyết phục được người khác, chúng ta phải bắt, thuyết phục được người khác tin. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, đó là đồng tù, đồng chết với Chúa. Quý vị, ông bà, anh chị em có nhớ cái câu nói này của ai không? Ai nói rằng lại Chúa, con đồng tù và đồng chết với Chúa. Trong khi mọi người đều chối Chúa hết, có một nhân vật nói lại Chúa, con đồng tù và đồng chết với Chúa. Và câu đó nó đã đi vào lịch sử luôn. Vừa thất bại và vừa thành công. Thất bại là sau đó khi nói xong gà gái ba lần, Chúa nói rằng trước khi đêm nay, trước khi ngươi chối ta,
thì ba lần đó thì tức là gà sẽ gáy sau khi người chói ba lần. Chúa phán điều đó cho sứ đồ Phi-rơ. Lúc bấy giờ ông chưa được đầy dạy thánh linh, ông còn sống rất sợ hãi và chưa kinh nghiệm Chúa đó. Một Phi-rơ trước khi gặp Chúa và Phi-rơ sau khi được đầy dạy Đức Thánh Linh khác nhau hoàn toàn. Ông nói cái điều này trước khi ông được đầy dạy Đức Thánh Linh. Ông theo Chúa và thấy những việc Chúa làm, nhưng mà thật sự Chúa thật sự để Chúa cai trị tấm lòng của ông. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại là cái bằng chứng chắc chắn cho sứ đồ Phi-rơ cùng các môn đồ khác. Và họ biết rằng Chúa đã sống lại, và chính Phi-rơ là người chạy đến cái mộ của Chúa đầu tiên. Ông hăng hái lắm, ông hăm hở lắm. Khi nghe Mary thuật lại rằng đã gặp Chúa phục sinh, ông là người chạy nhanh hơn môn đồ khác. Và tôi tin rằng cái môn đồ khác đó chính là Giăng Phi-rơ. Và Phi-rơ đã chạy nhanh hơn cái môn đồ kia để chạy đến mộ của Chúa để coi Chúa phục sinh. Và ông đã xác quyết rằng Chúa phục sinh. Lúc bấy giờ ông mới có câu chuyện của ông. Ông đã nói với Chúa, con đồng tù và đồng chết với Chúa. Ở đây chúng ta học được điều gì? Qua cái nếp sống của chúng ta đối với Chúa. Sống cho Đức Chúa Trời là đồng tù và đồng chết với Chúa. Và như thế nào? Chúng ta nhận biết một điều ở trong câu 11. Tôi đọc cho quý vị nghe. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ. Ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Wow, ở thành Jerusalem mà còn bị bắt bớ như vậy. Chúa cho ông Phaolô lúc bấy giờ có quyền để lựa chọn. Ông còn thời gian để quyết định. Một là ông sẽ không đi đâu hết, ông sẽ ở đó, ông không đi. Và Chúa cũng không buồn ông. Nhưng mà Chúa nói trước cho ông rằng á, ông đã quyết định, tại vì có một tiên tri đã đến để báo cho ông biết rằng khi mà ông đi đến Jerusalem, ông sẽ bị bắt bớ. Và ông quyết định đi thẳng đến Jerusalem. Ông học cái gương của Chúa Giêsu đi đến Jerusalem để bị đóng đinh, chịu đóng đinh, chịu chết. Và ông học cái gương đó, ông không sợ hãi và ông đi đến Jerusalem. Jerusalem đã xảy ra tất cả những cái chuyện mà ông Agabus tiên tri đó đã nói tiên tri về 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 cái chuyện sẽ xảy ra cho Sauler, cho Phaolô. Chuyện đó đã xảy ra, và bây giờ thêm một lần nữa. Một lần chưa đủ, Chúa còn nói với ông Phaolô trong cái đêm đó đó. Chúa phán với ông đó là hãy dục lòng mạnh mẽ, vì ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào. Ồ, tôi nghĩ Chúa Giêsu rất là hãnh diện về Phaolô, quý vị. Cũng giống như Chúa hãnh diện về chúng ta ngày hôm nay vậy đó. Chúa hãnh diện khi chúng ta chịu đấm, chịu vả, chịu bị sỉ nhục, chịu bị người ta ngộ nhận, người ta diễn giải sai chúng ta. Và Chúa nói rằng con còn chịu nữa đợt hai. Chúng ta có sẵn sàng không? Trong năm nay 2024, năm 2023 chúng con bị đợt rồi. Bây giờ thêm đợt số 2 nữa ở 2024. Quý vị có sẵn sàng không? Tôi không hiểu tại sao Chúa thúc giục tôi để nói điều này cho Hội Thánh hôm nay, rằng chúng ta phải trải qua những thử thách như vậy, hoạn nạn như vậy, để chứng tỏ cái lòng của chúng ta. Và điều thứ ba chúng ta đã nói đến đây đó là đồng tù và đồng chết với Chúa. Có lẽ ông Sauler ngày trước là Phaolô ngày hôm nay, ông đã chứng kiến sự chết của Ê-tiên. Ông là người giữ quần áo của những người ném đá Ê-tiên. Mà trước Ê-tiên á, trong đoạn chính á, ông cũng đã trực tiếp, mặc dù Kinh Thánh không nói, nhưng mà nói rằng ông hằng ngâm đe và chém giết. Chúng ta nhớ cái hai cái chữ chém giết á, nó bạo lực vô cùng. Có lẽ ông đã hối hận về những điều này, và cái điều này khiến cho ông sống cho Đức Chúa Trời. Tôi nhớ hồi nãy trước khi tôi chia sẻ điều này cho quý vị, thì tôi nhớ có một lần Chúa nói chuyện với Phi-rơ, cái người nào mà được tha nhiều á thì sẽ yêu nhiều. Quý vị được Chúa tha thứ quý vị nhiều á, quý vị yêu Chúa nhiều lắm. Quý vị để ý đi, chúng ta phạm những cái tội rất là trọng, nhưng mà khi chúng ta được bằng chứng Chúa tha thứ cho chúng ta đó, chúng ta yêu Chúa, sống bám lấy Chúa, mất mạng sống mình cũng không màng, quý vị. Và đây là điều mà tôi nói quý vị đó, đồng chết và đồng sống với Chúa. Khi chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa, sự phục hồi của Chúa, chúng ta càng được tha nhiều, chúng ta càng yêu nhiều.
ông Seller được Chúa tha nhiều, cho nên bây giờ ông nhớ lại những gì mà ông đã làm, ông bị ám ảnh và ông nhớ lại và ông bù lại cho những thiệt hại đối với nhà của Chúa trước đó, cho nên ông sống cho Đức Chúa Trời là như vậy. Anh chị em, 2024 này chúng ta sống cho Đức Chúa Trời, dám sống cho Ngài, bởi vì chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài, sự tha thứ của Ngài, và chúng ta càng được tha nhiều, chúng ta sẽ càng yêu Chúa nhiều hơn và càng đồng sống đồng chết với Chúa là như vậy đó. Phi-e-rơ thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết. Đây là điều mà tôi căn cứ vào trong Luca đoạn 22 câu 23, là câu nói của ông sứ đồ Phi-e-rơ. Ông nói sẵn sàng theo Chúa. Anh chị em có thể nói điều đó với Chúa và Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Tôi nhớ khi tôi còn trẻ, tôi được Chúa thăm viếng, tôi thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con không muốn trở về thế gian nữa. Mặc dù tôi đã thuộc về Chúa rồi đó, nhưng mà tôi thấy sống giữa thế gian dễ phạm tội quá, dễ yếu đuối lắm, theo thế gian, theo khuynh hướng của thế gian. Thì khi Chúa cứu mình rồi á, thì mình nói với Chúa một điều: Chúa ơi, con không có muốn trở lại cái con đường đó, xin Chúa giúp con trong cái tương lai. Lúc đó là cũng hơn 35 năm trước. Thì tôi nói với, thưa với Chúa rằng: có những lúc con phạm tội á, có những lúc con yếu đuối á, thì xin Chúa cứu con ra khỏi điều đó, vì con không muốn điều đó. Chúng ta được Chúa tha thứ, chúng ta muốn sống cho Đức Chúa Trời. Hãy nói cái điều chân thật đó với Chúa, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta, cũng giống như chúng ta thưa với Chúa, đồng tù đồng chết với Chúa: nhưng mà con không làm được, Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ cho con. Nguyện Chúa giúp đỡ ông bạn chị em. Điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị hôm nay, ở trong cái sự đồng tù và đồng chết với Chúa đó, chúng ta không có lỗ đâu ông bạn chị em. Bằng chứng là ở đây, chúng ta đọc ở trong cái đoạn này mà câu 23 và câu 24 rất thú vị, ta đọc cho quý vị nha. Đoạn quản cơ đòi hai viên đội trưởng dặn rằng: vừa giờ thứ ba đêm nay hãy sắm sẵn 200 quân, 70 lính kỵ, 200 lính cầm giáo, đặng đi đến thành Caesarea, lại cũng phải sắm ngựa nữa để đưa Phaolô vô sự đến nơi quan tổng đốc Philip. Điều gì đã xảy ra vậy? Bởi vì nếu chúng ta đọc hết nguyên đoạn 23 mà tôi nói quý vị á, thì người Giu-đa thề độc là không có di chuyển Phaolô đi đâu hết, và trong cái khoảng thời gian đó họ sẽ cướp tù, và họ đã cướp tù được đó là Phaolô đó, họ giết Phaolô luôn. May mắn, cảm ơn Chúa là có một người bà con của cái người bà con cái Phaolô, nó nghe được câu chuyện đó, cho nên nó gặp quản cơ để nó báo lại. Ở đây tôi muốn nói đến cái điều này nè, có bao nhiêu người lính hộ tống Phaolô? 270 lính hộ tống, có nghĩa là bao nhiêu người 70 lính kỵ, mà lính hoàng gia mà là lính kỵ đó, là kỵ binh đó, là rất là giỏi nha quý vị. Rồi 200 lính cầm gươm cầm giáo á, mà đi hộ tống một mình Phaolô thôi. Quý vị có bao giờ được hộ tống vậy chưa? Sẽ có lúc chúng ta được hộ tống. Tôi được rồi. Lần thứ nhất tôi được tới 2 người hộ tống lận, đưa về đồn công an. Và lần thứ hai tôi được nguyên một chiếc xe đưa về luôn. Vinh dự lắm quý vị. Bởi vì mình biết được rằng mình chịu khổ vì danh của Chúa. Nhưng mà chúng ta được cái vinh dự đó, nó nói lên điều gì? Nó nói lên chúng ta không là ai hết. Nhưng mà ông Phaolô cũng vậy. Ông là một tên tù, nhưng mà được tới 270 lính hộ tống và đưa đi ngồi xe ngựa đàng hoàng. Không có giống như phim Tàu mà gông cái cổ để lại ngồi cứng ngắc. Chúng ta coi phim Tàu chúng ta thấy nó sợ quá. Nhưng mà Phaolô là được ngồi xe đàng hoàng và được hộ tống đi. Điều này nó nói là Chúa biết nhu cầu của chúng ta, Chúa biết cái sức được chịu đựng của bạn chị em. Có những lúc Chúa cho chúng ta đi xe hơi chứ, có những lúc Chúa cho chúng ta được hộ tống là 270 người chứ. Tôi tưởng tượng nha, tưởng tượng chút xíu nha. Đi trên cái con đường đó thì có người hỏi ông muốn nước không? Ông muốn ăn cái gì cũng được. Tại tới 270 người phục vụ lắm mà. Đó mà. Thì là bạn chị em, không phải chúng ta cố tình để chúng ta rơi vào cái tình trạng đó. Nhưng mà khi chúng ta bị bắt bớ, khi chúng ta bị hãm áp, khi chúng ta bị chụp mũ, bị ngộ nhận, thì biết rằng Chúa khiến những cái điều chung quanh của chúng ta đó, Đức Chúa Trời có thể thay đổi nó, Đức Chúa Trời có thể làm cho nó trở nên tốt cho chúng ta, chứ không chỉ cho chúng ta cô đơn ở trong hoàn cảnh đó đâu. Có một người không hề cô đơn, đó là Phaolô. Trong lúc ông bỏ tù, bị bỏ tù, ông cũng ngồi tù với lại
Sila. Bây giờ ông bị di chuyển, di lý, gọi là di lý đó, đi từ chỗ vùng này đi đến cái chỗ của ông Philip, 270 người hộ tống, muốn ăn, muốn uống gì cũng được. Cái này là tôi nói thêm, ông biết là trong câu chuyện đó như thế nào. Có thể quý vị nghĩ là ông bị gông cổ rồi, không được cái quyền gì hết. Nhưng mà tới 270 người di lý một người phạm nhân như vậy. Cho nên tôi muốn kết luận chỗ này cho quý vị, ông bà chị em rằng, trong cơn hoạn nạn, chúng ta đồng tu đồng chết với Chúa, Chúa không để chúng ta cô đơn, Chúa không để chúng ta ở cái mức tận cùng mà tức tử như vậy đâu, thưa ông bà chị em. Chúng ta có được cái vinh dự chịu khổ đồng tu đồng chết với Chúa, nhưng mà có những lúc Chúa để chúng ta thăng tiến, Chúa để chúng ta thăng hoa, giống như cái câu chuyện này. Tôi nhìn về cái câu chuyện Phaolô bị bắt bớ đó, bị xử tù á, bị giải tù như một cái tên tù phạm nguy hiểm á, nhưng mà tới 270 lính hộ tống ông thì tôi thấy vui. Không phải dễ vậy đâu à, bỏ tiền ra cũng được đâu à, phải không à? Cho nên ba điều chúng ta học hôm nay đầu năm, chúng ta nên đến sống cho Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ăn ở trọn lương tâm với Chúa. Anh chị em hãy ăn ở trọn lương tâm với Chúa trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có duy ngài bởi lương tâm chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể yêu mến người khác được. Nếu chúng ta ăn gian với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ăn gian với anh em chúng ta. Ăn cắp Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ăn cắp anh em chúng ta. Phải không à? Phải ăn ở lương tâm tử tế với Chúa đã. Điều thứ hai, sống và chia sẻ phúc âm của Chúa ở trong mùa nào cũng có thể làm, thời điểm nào cũng có thể làm. Không bắt buộc chúng ta, nhưng chúng ta biến những cái khó khăn và thử thách, cái hoạn nạn đó thành cái cơ hội để chúng ta nói về Chúa, thưa anh chị em. Điều thứ ba là chúng ta sẵn sàng đồng tù và đồng chết với Chúa. Đi với Chúa mà sợ chết, đi với Chúa mà sợ bị đánh, sợ bị sợ bị bắt bớ, thì hãy suy nghĩ lại. Chúng ta hãy nói mạng dạng dĩ như ông Führer. Có thể ông nói lúc đó đó, ông hứng lên ông nói đó, nhưng mà ông là không được. Nhưng mà bây giờ chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta nói và xin Chúa ba rê cho chúng ta: Chúa ơi, con muốn đồng tù đồng chết với Chúa, nhưng mà có giai đoạn nào con làm không được, xin Chúa giúp cho con nghe Chúa. Chúa yêu chúng ta lắm, Chúa giúp cho chúng ta. Ba điều chúng ta học sáng hôm nay. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời của Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện để hưởng ứng, đáp ứng lại lời của Chúa. Amen. Vâng, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Mục sư.